chào chủ tịch ạ. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Như mọi người đã biết, thời gian vừa qua, cả đất nước chúng ta đang lâm vào đại dịch. Vậy cho nên nền kinh tế cũng đang đi xuống rồi. Công ty chúng ta cũng vậy, cũng đang rất khó khăn. Tuy nhiên, vì sự cố gắng của tất cả mọi người, cho nên công ty của chúng ta vẫn duy trì được doanh thu tốt. Nhân dịp này, tôi muốn toàn công ty chúng ta sẽ lập ra một quỹ từ thiện. Riêng bản thân tôi sẽ đứng ra lập một quỹ với 5 tỷ đồng. Còn lại tất cả các phòng ban, mỗi người sẽ đóng góp thêm. Lần ủng hộ này, tôi sẽ giao cho giám đốc chịu trách nhiệm. Nhưng bởi vì hiện tại bây giờ, giám đốc của chúng ta đang đi công tác xa, vậy nên tôi sẽ đề bạt phó giám đốc Toàn chịu trách nhiệm cho lần này. Cảm ơn chủ tịch vì đã tín nhiệm tôi. Nhiệm vụ lần này tôi sẽ làm thật tốt. Còn về kế hoạch cụ thể, tôi sẽ gửi cho các phòng ban để tất cả mọi người có thể nắm được rõ nhất. Chào mọi người. Chào em, chào sếp ạ. Chào sếp ạ. Ui, hôm nay đầu tóc, quần áo của sếp chỉnh chu thế. Hay là sếp được cô nào hẹn đi chơi à? Chị lại còn hỏi nữa. Nhìn bộ dạng sếp như thế này nhá, là đi bàn chuyện hợp tác cho công ty mình đấy. Chứ làm gì có ai mời. Cái văn phòng này có ai coi tôi ra gì đâu. Tôi chưa thấy cái văn phòng nào như cái văn phòng này luôn. Suốt ngày trêu tôi thôi. Và bây giờ tôi phải đi có việc. Đúng hồ sơ này tôi giao lại cho mọi người. Giải quyết hết cho tôi nhá. Ờ, dạ vâng ạ. Cô Lan Anh này. Dạ. Không biết là tiền ủng hộ văn phòng mình tổng hợp đến đâu rồi. Ở đây hết anh ạ. Em gửi anh. Bây giờ tôi phải đi có việc. Cô mang luôn số tiền ủng hộ này sang phòng kế toán, đưa cho họ tổng hợp nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, chị cứ để đó giúp em đi ạ. Sáng giờ mọi người ủng hộ nhiều quá, em ngồi đếm mãi đấy. Ôi, nhiều thế này cô á. Cô còn chị giúp gì không? À, vậy chị đếm giúp em chỗ này nhá. Để em nhập dữ liệu còn làm sao kê với ngân hàng. Cô làm gì ở đây vậy? Tôi nhớ là cô ở phòng marketing rồi mà. Chào phó giám đốc ạ. Em quan nộp tiền cho phòng marketing thì thấy Linh đang đếm tiền một mình, nên là em giúp Linh thôi ạ. Việc của ai thì người đấy làm. Không phải việc của cô thì cô đừng xem vào làm gì cả. Chẳng lẽ ở phòng marketing hết việc cho cô làm sao? Còn cả cô nữa, không làm được việc ấy thì xin nghỉ đi. Ra mang cái việc vớ vẩn này mà làm không xong thì cô tính làm cái gì nữa hả? Nhưng... Sao? Tôi nói sai cái gì à? Dạ, thôi, chị chỉ đi về đi, để em tìm xử lý nốt, sắp xong thôi. Công ty to thế này, tao cứ tưởng phải mang cái thùng đi mà đựng chứ. Hóa ra vừa với cái vali. Tao giờ thế nào, có khi ăn hết phần rồi đấy. Ui, nói bé bé cái mồm thôi, không người khác thấy là chết đấy. Rồi. Ui, cô làm cái gì vậy ạ? Tôi nhà thầu anh ấy mà, anh không nhìn thấy ạ? Không cần cô phải nhà thô. Đúng ở đen đủ, toàn ra ngõ hẹp mà. Và bây giờ là mấy giờ rồi, mà cô còn ở đây? Tôi vào lấy chìa khóa. Về bây giờ đây. Phó giám đốc ạ. Anh đến đây có việc gì đấy ạ? Không có việc gì. Tôi chỉ đi xem mọi người làm việc thế nào thôi. Và tiện đây tôi cũng thông báo luôn, số tiền từ thiện đã được trao tận tay quỹ ủy ban Covid rồi. Họ rất cảm kích trước sự hỗ trợ của chúng ta. Và cánh báo chí cũng đã viết báo về chúng ta rồi. Tôi nghĩ rằng sau đợt này công ty của chúng ta sẽ ngày càng uy tín hơn đấy. Ba. Hôm nay có bài báo viết về công ty mình này. Đưa xem nào. Đây. Đầu tư nhiều tiền như thế
không lấy báo mới lạ. Ông xem này, nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Ờ nhờ, rõ ràng ấy là mỗi phòng ủng hộ một tí, cộng thêm cả tiền chủ tịch nữa, mà sao chỉ có một tí nhỉ? Rõ ràng phó giám đốc bảo tuyên bố hùng hồn lắm là đầu tư bao nhiêu tiền như thế. Thế mà đây, nhìn này, cái này còn không bằng 2/3 cái đợt ủng hộ miền Trung lần trước ấy. Lạ nhở. Ô, Lan Anh chưa về à? Dạ vâng ạ, em về trước đi. Thế anh về trước nhá. Vâng. Anh, em chưa về à? Dạ vâng ạ, ngày mai là thứ bảy, em vẫn tranh thủ làm thêm. Chị cứ đi về trước đi, em về sau ạ. Đây, thế thì em cầm chìa khóa, xong rồi khóa văn phòng đi, xong rồi tí nữa đi ra phòng giám đốc, khóa xong, cầm chìa khóa này mang xuống bảo vệ nhá. Dạ vâng ạ, chị cứ để trên bàn cho em. Thế chị về trước. Dạ vâng. Mà nghĩ cũng kỳ cơ, mình nhớ không nhầm thì hôm trước Linh đã kiểm kê một đống tiền chứ không phải ít đâu. Tại sao số tiền công bố lại chỉ đứng như thế nhỉ? Được rồi, để xem phó giám đốc của chúng ta có âm mưu gì đằng sau nào. Quái lạ, tại sao lại không thể thấy được gì nhỉ? Đây rồi, xem ra suy đoán của mình là đúng. Chắc chắn là phó giám đốc của chúng ta phải có âm mưu gì đó. Đây chẳng phải là giấy tờ trong bản sao kê gốc hay sao? Nhưng mà tại sao tất cả số liệu trong này lại khác hoàn toàn so với số liệu thực tế nhỉ? Thì có nghĩa là cái bản sao kê của nhân viên ngân hàng là hoàn toàn giả mạo à? Mà không thể nào như thế được. Tất cả các bản sao kê đó đều cần phải có chữ ký của thư ký mà. Thì có nghĩa là cô Linh có liên quan tới vụ này. Mọi chuyện đổi thỏa hết cả rồi chứ? Dạ vâng, tôi đã làm theo như sếp bảo rồi ạ. Bên ngân hàng cũng không nói gì. Trong ngăn kéo kia là bản gốc của giấy tờ lần này. Cô lấy cho tôi. Cô làm gì mà lâu thế? Dạ không có gì ạ. Đem đốt toàn bộ chỗ này, tuyệt đối không để trở lại bất cứ một thứ gì cả. Dạ thưa sếp, tôi... Sao thế? Hay là số lương tôi trả cô không xứng? Dạ, không phải chuyện này ạ. Tôi muốn rút khỏi sau vụ này ạ. Cô muốn rút? Ok, vậy thì về bên đơn xin nghỉ việc, rồi ngày mai nộp lại cho tôi. Dạ. Này,
Xem ra là hai đứa em nhỏ của cô với mẹ già của cô hết quan trọng rồi nhỉ. Mà tôi nghe nói là dịch bệnh thế này thì chả công ty nào tuyển thêm người đâu. Dạ không, thưa sếp, ý của tôi không phải như vậy ạ. Tôi chỉ... Cô đừng nghĩ là dễ dàng thoát được. Còn cô ấy, chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời thôi. Thì yên tâm đi, không thiệt thòi một chút nào cả đâu. Sao không? Dạ không sao ạ, em cũng không để ý nữa. Nghe được đúng giờ nhá. Em chào chị. Tại vì là đang dở công việc ở văn phòng nên bây giờ em mới tới được. Không sao đâu, chị cũng vừa mới tới thôi. Để tránh mất thời gian của cả hai, chắc là em biết lý do vì sao chị hẹn em ra đây rồi đúng không? Em yên tâm đi, chị sẽ bảo vệ em nếu như em dám vạch trần phó giám đốc Toàn. Em thực sự là em đã rất cố gắng, em không hề muốn tham gia vào những dự án của phó giám đốc Toàn. Nhưng mà đây không chỉ là ước mơ, mà nó còn là nguồn thu nhập chính của gia đình em nữa. Em không biết là nếu như không có công việc này thì em và mẹ em sẽ ra sao nữa đâu. Nhưng mà tại sao ấy, em không nói ra chuyện này cho cấp trên biết? Phó giám đốc Toàn đe dọa em, nếu như em để lộ thông tin ra thì không chỉ mất việc mà gia đình của em cũng không được bảo toàn. Thôi được rồi, em cứ tin ở chị. Bây giờ chỉ cần em thẳng thắn thừa nhận, đưa tất cả mọi chuyện ra ánh sáng, thì chị tin, chị sẽ bảo vệ được em. Hoa nào, kể tất cả mọi chuyện cho chị nghe. Chuyện này thực ra không phải là lần đầu. Tất cả những dự án mà phó giám đốc Toàn nhúng tay vào đều có tham nhũng. Số tiền thu được cũng không hề nhỏ đâu ạ. Thế có nghĩa là toàn bộ giấy tờ mà em làm ấy đều là giả mạo từ trước đến giờ à? Nhưng mà rõ ràng trong cuộc nói chuyện hôm trước ấy, em bảo là em đã hủy hết tất cả giấy tờ thật rồi đúng không? Anh ấy bảo em hủy, nhưng mà tất cả mọi thứ em đều giữ ở nhà. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Bây giờ chỉ cần tất cả chứng cứ đó thì chúng ta có thể buộc tội phó giám đốc Toàn rồi. Chị bảo này, bây giờ em cứ về văn phòng làm việc đi. Chị sẽ hẹn em ở một địa điểm khác ở công ty. Tẹo nữa, chị sẽ nhắn tin qua tin nhắn cho em nhé. Mà chị có chắc là nếu như em làm theo chị thì tất cả mọi thứ đều ổn không? Em yên tâm, em chỉ cần tin chị thôi, tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Linh ơi, chị vào nhá. Linh, ai cho em? Chị Lan Anh, đằng sau. Các người là ai? Các người mới là bắt giữ người khác ấy.
là trái pháp luật không? Con tin tôi hết lên không? Này, xem con hổ con nó đang gầm kìa. Chắc là tao phải thả nó ra mất. Không, non thịt tao mất đi. Chúng mày thử hết đấy xem. Xem có đứa nào đến cứu cho mày không hả? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao ngay. Này con kia, mày dám ra đây. À, cho bọn mày động vào đấy. Tao đã bảo rồi, chỉ bắt giữ thôi cơ mà. Dạ, đại ca. Nhìn kìa, cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện rồi. Cô cũng hay đấy. Tôi không ngờ được rằng bộ óc thám tử của cô lại thông minh như vậy. Và cũng cảm ơn cô. Vì nhờ có cô mà tôi biết được rằng cô ta vẫn giữ những thứ này đây. À, Phó giám đốc, em xin anh, tất cả đều là lỗi của em. Chị Lan anh không biết gì cả. Em xin anh hãy tha cho chị ấy đi. Làm những việc cần làm đi, như những gì đã bảo. Dạ. Thế động gì đấy? Tao từ bảo vệ ngủ say rồi cơ mà. Này, mày đã cho đủ liều lượng vào cốc cà phê của lão chưa? Thì mày cũng nhìn thấy rồi đấy. Lão ấy lăn ngủ như chết cái gì nữa. Tất cả anh đứng yên, cảnh sát đây. Lan Anh, Lan Anh, chủ tịch. Em có sao không? Không ạ. Không, không lẽ đây là... Phải đấy, người mà cậu bắt giữ chính là em gái của tôi đấy. Chủ tịch ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Hiểu nhầm à? Chiếm đoạt tài sản công ty, bắt giữ rồi hành hung người trái phép. Cậu coi thường luật pháp quá rồi đấy. Các anh có thể giải chúng đi được rồi đấy. Chủ tịch ơi, tôi xin anh đấy ạ. Mong anh cho tôi một cơ hội nữa. Được thôi, vậy thì tôi sẽ hẹn gặp lại anh ở tòa. Ở đó sẽ có cơ hội cho những người như anh đấy. Không! Thầy Tịch ơi! Anh ơi! Cái con bé này! Tại sao em đi đâu làm gì không nói cho anh biết là sao hả? Thế giờ em bị làm sao thì sao? Anh biết phải nói thế nào với bố mẹ đây? Em biết lỗi rồi. Mà anh kiếm anh này, Đề Linh là kế toán của công ty mình đấy. Cô ấy chính là người giúp em lật tẩy âm mưu của phó giám đốc Toàn. Xin lỗi cô, vì tôi mà mới xảy ra chuyện này. Tôi hứa sau này sẽ không ai làm phiền cô nữa đâu. Cô có đau không? Thôi, chắc là em phải đi có việc một tí. Hai người cứ ở đây nói chuyện với nhau nhé.